tặng cho cái bánh xe đó. Chơi với mặt phiêu mà cầm kha xít như này là thở toang toang rồi ông giáo à. Nghe nghe nghe. Từ từ nhá, để tôi hỏi cái chiêu một lại rồi tôi tặng cho cái bánh xe. Thật sự ra mà nói là khó chịu dữ lắm chứ không phải là khó chịu vừa vừa đâu mấy nay à. Trời ơi, cứ ra là cái tôi chọi cái bánh xe vô người nè. Một cái bánh xe đó. Máu nó giật không phanh luôn. Nửa cây rồi, tôi còn đầy cây. Chỉ là giật cái cây mana thôi. Khó chịu dữ lắm rồi, khó chịu dữ lắm rồi. Muốn bùng cháy rồi. Đâu bùng cháy coi. Nha. Bùng cháy coi. Nếu như mà anh không bùng cháy là người bị cháy vẫn là anh đó anh Kha-xít à. Anh làm đi. Một cái bánh xe nữa nè. Ấy, khó chịu thế nhỉ. Để coi anh Kha-xít nên sẽ làm gì để chống chọi lại với tôi đi anh em à. Khó chịu lắm, khó chịu lắm. Đấm thường nè. Tóc biến. À tóc biến chạy à. Vẫn còn tha thiết sống với chúng tôi à. Lấy mạng đầu tiên nha anh em ơi. Ok, nhìn anh Kha-xít khá là tội. Và anh cũng tóc biến đồ đó. Anh cũng muốn sống còn. Cho nên là chúng ta sẽ cho anh những cơ hội nha anh em ơi. Yes sir. Trận này quyết định là không dùng R luôn. À quên nữa, anh em đang xem clip có cần ạc với skin tóc chiến thì tôi có nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. So thank you. Một lát sau mới xuất hiện ra thì anh Kha-xít anh nhảy vào người tôi luôn anh em à. Vẫn gây sát thương liên tục. Lúc này tôi cảm thấy cũng ok, anh muốn chơi chứ gì. Được hết trơn á, được hết trơn á, tặng cho cái bánh xe nữa nè. Bộ anh không thấy là cái sát thương của tôi nó bự chập bá hay sao mà anh còn bay vô kiếm chuyện với tôi nữa. Ây da, anh có biết là tôi tóc biến lên rồi tôi quánh mấy cái là anh đi không? Nhưng mà không, tôi sẽ cho anh cơ hội, cho anh làm lại cuộc đời, cho anh một cơ hội lớn lao. À bê chủ à, tính bê chủ để thắng à. Ơ tóc biến luôn hả? À. Dữ vậy anh trai, trời ơi có gì đâu, có cái bánh xe thôi mà. Khó chịu vô cùng. Rồi ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã lên được một cây gọi là cái gì vậy? Một cây gõ gì à? Cái cây vọng âm. Mà bây giờ tôi ra ném cái bánh xe cho cái anh Kha-xít là để coi anh nó cảm nhận như thế nào nha anh em ơi. Ok, mới ra cái tàn hình kìa, anh tính làm gì anh bèm tôi hả? What? Chà, tôi tặng cho anh một cái bánh xe, tự nhiên anh nữa cây máu mất tiêu. Quả chữ nữa chứ. Nè, 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 còn máu đúng không? Tặng cho cái nữa. Đó, có chiều vô cùng. Chắc là đi về luôn rồi đó. À, chưa hả? Chưa đi về nữa hả? Đợi, 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 tặng cho cái bánh xe đó nè. Về chưa? Về chưa? À, về đó anh em ơi. Rồi, một lát sau tôi lăn la lăn lê, tôi tính kiếm tí máu trụ anh em à. Ê, cái anh Kha-xít, anh xuất hiện. Đó, anh ra nhanh ghê không? Mày hả mày? Một cái bánh xe nữa kìa máu. Xem đi rồi. À, hồi máu à. Hồi máu thế này là ăn được cái bánh xe nữa này. Cho ăn cái bánh xe nữa. Đau thế nhờ. Trời ơi tôi đau giùm luôn anh em ơi. Đau từ trong tim luôn anh em à. Anh em có thể thấy là anh Kha-xít ảnh có một cái tinh thần võ thuật cố quay vào chơi tôi luôn anh em à. Wow. Anh gan thiệt đó anh này à. Nhưng mà thôi tôi cho anh cơ hội nha. Tôi cho anh cơ hội tôi biến về nhá. Ok anh ở đây anh farm đi. Cho cái bánh xe nữa nè. Chợ cho về không về. Tóc biến chạy. Tóc biến chạy nè mà. Thôi được rồi. Nếu mà đã về rồi thì tôi farm tiếp nha. Tôi farm đi tôi lên xong cái ngọc vô cực nha. Ok anh em ơi. Ok ok. Và tôi lên xong ngọc vô cực rồi. Một giày xuyên giáp với hai món. Đây tóc biến chạy luôn anh em à. Chưa có làm gì hết trơn cái anh trai này. Chưa có làm cái gì hết trơn á. Nhưng mà làm cái pha vừa rồi là tôi biết là anh vẫn còn niềm tin chiến thắng anh em à. Đó. Nè cho cái bánh xe nè. Ó trời ơi. Tối về mở nồi cơm ra thấy manh phai lên phép ở chổng. Tôi ủi qua đây đánh lạc hướng anh coi. Đó không về hả. Tôi còn nhiêu đây máu. Không về này. Rồi ok anh em ơi. Anh em hãy comment 1, 2, 3 gì đó hay là 5, 6, 7 gì đó để nhớ thương về anh Kha-xít nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you.